Điểm này thầy kể cho quý vị câu chuyện á, trước khi mà cách đây trên 50 năm là hồi thầy còn nhỏ thầy đọc cái chuyện nói về Lâm Thị Ni, đọc cái chuyện thầy Đưa Huyền Trang, và cái ấn tượng nhất thầy là cái hồi ký của thầy Huyền Trang. Mà hồi xưa đó là trước biết hồi ký thầy Huyền Trang đó là gì, Tây Du Ký, thầy chứ nghĩ là cái chuyện Tây Du Ký nó làm cho thầy mê. Nhưng mà khi lớn lên đó, thầy đọc được cái hồi ký của thầy Huyền Trang. Thầy Huyền Trang qua bên đây vào thế kỷ thứ 7 nha, 629 ngày qua tới đây. Rồi hay là ngày thầy Huyền Trang ông đi tới đâu ông ghi hết. Ông tới đây ông ghi á, thì có cái trụ đá, ở trên có con ngựa, vậy thôi nha. Rồi sau đó rồi thầy mơ ước được tới đây. Sau nhiều năm cầu nguyện thầy tới đây, thì cách đây 50 năm thầy đến đây đó quý vị, thầy khóc thấy cái trụ đá này, thầy nước mắt thầy rớt đó. Và xung quanh đây có cái làng, thầy nói chứ nghĩ rằng mấy cái người mà hướng dẫn viên đó họ dẫn thầy sai. Nhưng mà sau đó thầy đọc lên ở trên cái bia ký này, thầy biết chính nơi này là cái nơi mà Đức Phật sanh. Thì thầy mới nhớ là cái mật pháp ông sư phụ thầy á, ông dạy đi đến cái chỗ linh thiêng thì thành tâm khấn nguyện và có những ước mơ đẹp. Thì thầy đứng ở chỗ này thầy ước mơ rất là nhiều điểm. Sau khi học rồi có công ăn việc làm, rồi có lương bổng khá. Và cái ước mơ thứ chót đó mà thầy lặp đi lặp lại là nếu chỗ này là Đức Phật sanh, xin cho con nhìn thấy nơi này phát triển trước khi con nhắm mắt. Thì quý vị sau khi mà 28 năm mấy, thôi nói 28 năm trời thẳng đi, thì tự nhiên thầy đang làm cái chùa bên Bồ Đề ở Tràng, thì một cái phái đoàn đi sang mời thầy sang bên này nói nhà vua Biran cho đất. Khi cho đất rồi thầy biết làm gì đó, thì cái trong đó là chị Helen là chị rất là hay, thầy muốn từ chối đâu, bởi vì cái chùa bên Bồ Đề Tràng không xong làm sao mình đây được, thấy không? Thì khi qua đó thì đây là trời mưa đó, thầy đứng thầy khấn nguyện, thầy khấn nguyện thầy nói nếu mà các ngài đưa con tới đây thì cho trời yên lạnh đó, thì ra lãnh đất rồi không biết làm gì, thầy mới làm ở trong cái căn liều đó. Và quý vị, với thời gian trôi qua, bây giờ 30 năm trôi qua, nơi Lâm Thị Ni trở thành một cái quốc tế, và rất là sớm đây nó sẽ có phi trường. Và cái điểm mà thầy muốn nói quý vị, cái chuyện mà Lâm Thị Ni phát triển được là có một cái đại hội UNESCO. Đại hội UNESCO thế giới họ tính họp bên Ấn Độ, nhưng mà he translated into English to you. This is a very interesting story. If you have a question, I explain after. Cái thì bên Pakistan chống, thì tính tổ chức bên Pakistan không được. Thì bây giờ tổ chức đâu? Thầy mới nói rồi, xin quý vị tổ chức ở Lâm Thị Ni. Người ta nói Lâm Thị Ni có gì tổ chức? Thấy vậy chưa? Lâm Thị Ni có gì tổ chức? Tôi nói không. Lâm Thị Ni nơi đó là nơi Đức Phật sanh ra, và nơi đó có hàng triệu cục đá, nhưng nó có cục đá biết nói. Cái ông giám đốc mà UNESCO đó, ông mới hỏi thầy nè, ông nói thiệt, tôi nói thiệt, nếu mà mấy ông đến mà cục đá không nói là tôi hoàn tiền mấy ông. Thì quý vị thấy đó là tại sao cái cục đá này là sau khi mà Đức Phật mà giáng trần rồi đó, là ông vua ông dục ông đến đây ông chiêm bái đó. Mà ông này ông hay đó, ông biết sau này người ta sẽ diễn dịch sai về sáu đức Phật. Cho nên khi đến đây đó, ông vào năm thứ 20 đó, đến đây đó, ông mới đem cái cục đá này từ ở chỗ khác đem tới nhà tòng ở trên đây, và trên này ông viết năm dòng chữ Devana Bijena Lasina Lachimaisita Luminigame Siksakyamun Munite Luminigame. Viết vậy thôi. Tức là vào năm thứ 20 triều đại, tức là ông vua A Dục khi ông lên ngôi năm thứ 20 đó, ông đến đây ông chiêm bái, ông để là nơi giáng trần của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ông Phật này ông sanh tại vườn Lâm Thị Ni nè, Luminigame, chứ không phải sanh ở Hòa Thịnh Đốn, không phải Sài Gòn Chợ Lớn. Sông suối giặc hồi vô đây tất cả đều tàn phá, cục đá này nằm dưới lòng đất. Nhưng mà sau khi mà khám phá ra rồi, các học giả bỏ mấy chục năm đọc năm dòng chữ này, họ tá quả ra. Thấy chưa?
cho nên cụ đá này đầu tiên gọi là Rubandehi vì nó nằm ở trong cái cụ tên là Rubandehi, nhưng mà thầy đặt lại là Witness and Speaking Stone, trụ đá nhân chứng và biết nói. Nếu nào mà không có cái năm dòng chữ này là mình cũng không biết ông Phật sạch thiệt hay không. Đồng ý chưa? Khi mà thầy nói này về cái mấy ông bàn vàng, thế là một cái đại hội UNESCO được tổ chức tại đây, và cái bàn ghế quý vị ngồi đó là UNESCO họ tài trợ cho thầy đó. Thành ra đúng không? Witness and Speaking Stone, nhân chứng, và đây là một cái bằng chứng hùng hồ nha. Và quý vị rất là linh thiêng. À, thầy khấn nguyện được hết á. Thì bây giờ xin tất cả quý vị hướng vào đây, thầy sướng cho mình lễ ba lễ để xong quý vị đi xung quanh ha. À, rồi thầy để cho quý vị có những cái ước vọng gì đẹp là quý vị hướng dẫn.